Ngày 12 tháng 5, Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ vụ anh TQB, sinh năm 1988, ngụ huyện Hóc Môn, là nhân viên cây xăng bị đâm ở khu vực. Trước đó, sáng cùng ngày, anh B đang đổ xăng cho khách ở cây xăng trên đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thì có một người đàn ông cầm theo kéo đi vào đâm vào người anh B, rồi bỏ chạy. Anh B được người dân đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hiện công an đang lấy lời khai làm rõ động cơ của người này. Một nhân viên cây xăng cho biết khoảng 3 ngày trước, nghi can đến đây đổ xăng. Thấy khách hút thuốc, nhân viên cây xăng có nhắc nhở và bị người này chửi bới. Do bực tức, nhân viên cây xăng đã đánh người này và đuổi đi. Đến hôm nay, nghi can cầm kéo quay lại và đâm anh B nhiều nhát.